Chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai cái sản phẩm nhớt dành cho xe tay ga. Bởi vì các bạn biết thì trên thị trường nhớt xe số thì nó có rất là nhiều loại mẫu mã rồi giá tiền. Mình dễ lựa chọn hơn xe tay ga rất là nhiều. Xe tay ga là nhiều xe nhưng mà không được ưu ái, rất ít cái dòng nhớt các bạn. Thì hôm nay Sado Racing họ về một cái dòng nhớt dành cho xe tay ga. Mà nó đặc biệt ở chỗ là cái thông số nhớt của nó là 7,5W35. Tức là các bạn đi xe Honda có thể xài được, các bạn đi xe Yamaha vẫn có thể xài được luôn. Ví dụ như nhà các bạn có hai chiếc xe tay ga đi của hai hãng, thì bình thường á mình phải mua nhớt cấp 30 dành cho xe Honda đúng không? Rồi mình phải lựa cái dòng nhớt mà cấp 40 dành cho xe Yamaha. Để kiếm được hai cái dòng nhớt phù hợp cho xe tay ga mà đi ok nó đã khó rồi, mà mình còn phải kiếm đúng được cái cấp nhớt nữa, rất là cực. Thì hôm nay Sado họ làm một cái sản phẩm mà có cái cấp nhớt có thể xài được cho hai loại xe luôn đó, các bạn không cần phải đắn đo suy nghĩ lựa chọn dòng nhớt cao cấp nữa. Thì cái Sado Racing dành cho xe tay ga này á, thì nó là dầu gốc tổng hợp hoàn toàn ester, có cái phụ gia phục hồi động cơ 15.5, giống như cái phiên bản mà Sado V1 dành cho xe số ngày xưa vậy đó. Thông số của nó là Chasso MB và ABSN. Thì với cái thông số này thì có thể sử dụng hơn 3.000 cây số cho một lần thay nhớt ha các bạn. Hiện tại thì cái nhớt xe tay ga này chưa có bán trên thị trường nha các bạn. Khoảng tầm tháng 6 năm 2023 thì mới được bắt đầu bán ra thị trường. Và nếu như mà các bạn muốn là một trong những khách hàng trải nghiệm cái nhớt này sớm nhất thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 033 250 8102 cho mình thông tin ship hàng, số lượng sản phẩm các bạn cần mua. Đặc biệt một cái là các bạn sẽ có, thứ nhất là giá nó hữu nghị để các bạn test thử sản phẩm, thứ hai là các bạn sẽ có những cái phần quà đến từ thương hiệu Sado. Ví dụ như trong đợt này đi, là mình đang có ở đây là 12 chai này thì mình đã up lên trên Facebook rồi. Và bạn nào nhanh tay mà đặt được trong 12 chai này thì Sado họ sẽ tặng cho các bạn một tiếp vệ sinh hệ thống xăng. Thì một tiếp này có thể là xài được cho 20 cho tới 50 lít xăng nha các bạn. Thì cái tiếp này nó sẽ khử nước, khử ẩm ở trong bình xăng nè, vệ sinh hệ thống nhiên liệu kim phun nè. Và một cái gói để vệ sinh động cơ, thì một gói này sẽ sử dụng được cho 1 lít nhớt cũ ở trong động cơ. Và cái vệ sinh động cơ này nó khác với lại những cái vệ sinh động cơ khác, là các bạn có thể là đổ vào bên trong xe và chạy được nha. Nếu như mà cái máy xe mình nó dơ nặng á thì các bạn sẽ chạy tầm khoảng 200 cho tới 300 cây rồi mới xả bỏ nhớt cũ ra. Nếu như xe có lọc thì thay cái lọc nhớt mới. Đó, thì cái sản phẩm Sado này thì nó sẽ có sự khác biệt so với các cái sản phẩm mà vệ sinh động cơ khác. Và tiếp theo á thì một thương hiệu nhớt tay ga, đó chính là nhớt New với cấp nhớt là 5W30. Thì cái dòng này đã bán tại thị trường Việt Nam cũng vài tháng nay rồi, nhưng mà hôm nay thì mình sẵn đây mình sẽ giới thiệu với các bạn luôn. Thì cái nhớt tay ga của New á nó sẽ có cái màu xanh lá cây nha các bạn. Và hãng New sẽ tặng quà cho các bạn là một cái móc chìa khóa rất là đẹp như thế này đây. Khi các bạn mua một chai nhớt sẽ được tặng một móc chìa khóa. Thì cái số lượng có hạn nha chứ không phải là nhiều nha các bạn. Nếu như mà bạn nào mà đặt sớm sau khi mà xem clip này á thì sẽ có quà. Nếu mà các bạn không có mua nhớt New Taiga đó thì các bạn sẽ mua nhớt xe số thì vẫn có được tặng cái móc khóa này nha. Và có thêm một cái phần quà nhỏ nhỏ này. Đây là sản phẩm quà tặng giải trí. Thì cái sản phẩm quà tặng giải trí này thì mình đã khui ra sẵn rồi để cho các bạn tiện theo dõi nha. Đây các bạn biết nó là gì rồi đúng không? Đó, trong clip này thì mình cũng không có tiện nói ra, tại cái này nó cũng hơi nhạy cảm chút xíu. Đó, thì có tặng cho các bạn một bộ này để chơi cho vui. Bộ sản phẩm mà mua một chai này á, tặng hai cái phần quà này. Nếu như mà hết cái quà tặng này á, thì đặc biệt
là shop mình còn khuyến mãi thêm cho các bạn một tip EX120. Nếu như mà không có hai cái sản phẩm tặng này thì sẽ tặng một cái tip phục hồi động cơ EX120 nha các bạn. Đó, thì bạn nào mà đặt hàng sớm trước tháng 6 á, thì để mình ghi lại cái thông tin, thì tới tháng 6 mình sẽ liên hệ với các bạn lại và ship hàng cho các bạn khi mà có hàng số lượng nhiều. Nhớt dành cho xe tay ga thì hai cái sản phẩm nhớt của hai hãng này đều có cái dung tích là 800ml nha, rất là phù hợp với xe tay ga. Các bạn về không cần phải chiết ra 200ml bỏ. Có những cái sản phẩm nhớt tay ga thì một chai nó tới 1 lít lận. Chúng ta xài có 800 chúng ta phải bỏ 200 thì nó hơi phí. Và bây giờ thì cái nhà sản xuất họ làm cái chai 800 luôn về, mình đổ vô mình sử dụng thì nó rất là tiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip review nhớt mới của mình ha. Dòng nhớt xe tay ga thì ngày xưa nó ít sản phẩm, ít cái dòng nhớt mà cao cấp. Chúng ta đi tầm khoảng đâu đó 1.000 cho tới khoảng 1.500 cây là phải thay một lần rồi. Mà chạy xe thì tay ga nó nóng và nó không có được êm mái nữa. Nhưng mà bây giờ nó có những cái dòng nhớt cao cấp thì xài rất là khỏe nha các bạn. 7.5W35 Sado họ làm cái sản phẩm này ra là nó sẽ nằm ở khoảng giữa, rất là phù hợp cho hai cái dòng xe hai cấp nhớt, dễ sử dụng. Cái thông số nhớt này thì giải thích nó hơi dài dòng chút xíu, cho nên là mình sẽ hẹn các bạn lại trong clip sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là lý do tại sao Sado họ lại làm ra một cái cấp nhớt đặc biệt như thế này, và cái số 35 này chúng ta sẽ hiểu như thế nào. Còn hiện tại thì mình chỉ giới thiệu với các bạn cũng như là review các bạn cái sản phẩm nhớt Sado dành cho xe tay ga. Nó có các cái thông số cơ bản như vậy ha. Và những cái chương trình khuyến mãi sắp tới của shop mình. Các bạn nếu mà quan tâm sản phẩm này thì liên hệ đặt hàng sớm nha. Mình sẽ ghi lại thông tin của các bạn và trả hàng cho các bạn khi mà hàng nó đã về đầy đủ. Còn với cái sản phẩm nhớt xanh lá new bên đây thì mình có sẵn rất là nhiều. Bạn nào mà đi xe Honda muốn trải nghiệm cái dòng nhớt hiệu suất cao thì có thể sử dụng cái chai xanh ở bên đây 5W30.